các bạn nha. Hôm nay mình đang làm việc tại quận Cẩm Lệ, mình giới thiệu mọi người mẫu đèn bảy một màu. Đây là quay đèn, quay đèn cho khách xem. Và mình dẫn các bạn đi xem tầng 2. Tầng 2 này các bạn nhé. Đây là mẫu quay từ xa, đây là mẫu màu hồng các bạn này, màu hồng dành cho bé từ kỳ đẹp các bạn này. Đấy, chúng ta có thiết kỳ chúng ta kéo lên này để lấy ánh sáng này. Đấy, rất đẹp, thiên thượng dành cho các bé và mình rất thích bạn các bạn. Khi mà đèn vải với lại đèn cầu vồng lắp với nhau không vấn đề gì cả, rất đẹp các bạn ạ. Mình dẫn các bạn lên xem tầng trên một tầng nữa nhé. Đây các bạn ạ, đây cũng tầng này thì cũng giấu tầng dưới thôi. Quý vị và các bạn có nhu cầu làm đèn vải này thì điện thoại cho mình nhé, số điện thoại mình là 0908 202 799 hoặc số điện thoại 0969 23 186. Đơn giản là chúng ta có thể kết hợp giữa đèn vải và đèn cầu vồng nhé các bạn, đơn giản xinh đẹp. Đèn vải và đèn cầu vồng nhé, không ảnh hưởng gì các bạn nhé, vẫn đẹp nhé. Đây những cửa chính chúng ta sẽ lắp sát đất thì sẽ đẹp hơn này các bạn này, ống cực kỳ đẹp các bạn nhé.